Ông quên chọn. Ông chúng tôi chụp đẹp bậc cả bản tô các trăm nà ca đi tệ thì sạm nà ca môn pê đò bê tì ca chúng tôi cầm sạm bê nó mốc đồng nàng đàm bà đăng rạp bạp bì nì tăng thông bộ đánh đào chụp bộ đàm bà đăng rạp bạp bì điều đi ông chụp đẹp tức là tập bốn thuê ca sắp xài nơi sẽ đầy tầm rạch tòa mốt ông bì xạ xây thăm mấy bẹp bọn nâng ca bật bật tứ lư cầm cô đai kẻ lẹ hay chụp bộ chụp chụp Việt Nam chun phía kỳ bẹp bọn bàn chỉ điệp đồng bày phát đoàn ca chú đầm nâng từ phía kỳ ở bàn toàn phê về lìa nợp bên đi ông nhầm ra trên trận đây tầm rạch toàn mọt bẹp bọn nâng này mùi này ai cả xa y bày rồi đọc bầm buôn sla xam giúp bầm mùi tam sầm nào đó bà thạp đề nhà ăn trại chiết xong ôi có hai xã xây bằng thêm chân muốn buôn rúp nâng xong ôi tờ tùa do còn nọt hết này ca sắp đắp chùm lời chỉ lì lẹ xó mùi dùm luôn đại miên được nông ốc bạ sầm quân nhiều chọp nâng sầm nào xong khẳng lứ cứ ai cả xá y bày rồi đọc bẩm muôn là xàm dù bẩm muối cho chụp bì phía kì bàn xoay tốp nên nâng sầm nào ní đại toàn mốt được nông sạm nà ca ca bệnh ngày muối khai thân nù chân nằm bì bọn đọc nằm sẽ có đây sầm rạch toàn mốt ní cứ bẹp bọn tay tờ nâng sầm nào rồi bỏ xạ bệnh nhá ăn trại chiết đại xong ôi cả hai xạ xây sầm rạp ca bởi bật tư lưu chuyên chiến Việt Nam đại ca giả lại thay cho các đồng sư một kết bàn sát đáp nhầm lời nếu không có đồng rương xôn xôn bấy nâng xâm nào đó bác sạp đề nhà ổn trại chiết xong ôi tờ tùa dốc còn nọt hết chùm nguồn bấy không chùm nông còn nọt hết nê ca sát đáp nhầm lời chê lê lạ xô đó bác sạ xây đại tướp tay trực bàn đạp bằng hai nhờ bê thầm mây ní bì xa đồng rương xôn xôn bấy cứ ai cả xa y đọc bằng buôn xa và phây bấy cho bây cho sai sự buôn y bay rồi đọc bẩm muôn sla mà phải bay cho sai sự bẩm muối nâng ai cả xa y bay đọc bẩm muôn sla mà phải bay cho sai sự bẩm pel đôi bàn lược lang được nông cả thạc khăn đọc muôi nâng đọc pi nơi sầm nà sâm rồi bỏ xã bình nhà an trại chiết xã miền tây nông mốc đồng nang đang mà đang rót vào bên ý quan trâu dùng bộ sầm nà rồi bỏ xã bình nhà an trại chiết mấy tập vi ca biết cái đây nôn chi ở bàn lược lang thả, bổn sơn ba ông nhầm ra, yểu prom tam sầm na ở bờ xa bề nhá, ăn trại chiết, xã xây để trại bàn sơn na, tiếng nô, cua tại trại bàn có hai ở một đào từ khay cắm, tại nơi pê đài ca sư bằng kết nơi không tôn ông rương sôn sôn bấy trại bàn mình chọc, hai trại từ tua do cầm nọt hết nơi ca sắp đập chầm lời lì lì so ở bờ xã xây chẳng, oh, đại tư tại trại bàn đã bằng hai nơi pê phải phải ní, rùm tiếng ai cả xa, y bay rồi đọc bẩm buôn sla mà phải bay cho sai sự pram nâng y bay rồi đọc bẩm buôn sla mà phải bay cho sai sự bẩm bay phong đài miễn phía kia nào mỗi bạn đã xét chấm pua ca tự tuôn do cầm nọt hết nên ca sẽ đáp chấm lái chỉ lê lệ so chấm nôn pi vẫn thèm tiệt nụ tì mấy tập vi ca phía đây khi sầm phong bạn đã xét nâng ca có hai sạ say để bàn sna lái đời lược lang thả đời xa tại hạ về nhà ban qua xã xây đùm đi không làm long sơ bằng kết thân ông rương xôn xôn phì hãy được chân này xâm nào đó bà xã về nhà ăn trại chiết miền phiếp để dựt dài mình thì bị cáp biết cái đây khi xâm phôn có bàn lực lang thà mân trâu tự tùa do cầm nọt hết này ca sẽ đáp chấm lái chi lê lệ so nà mùi đại xã về nhà ăn trại chiết bàn thân áo lang thua dịp hóa táng nơi muôn phía bình chọc ca sơ bằng kết thân ông rương xôn xôn bấy lời ông dùm đây là tập bốn có xâm quan thả bà tuốt chìa mà chạm mần đô lại cả xa Campuchia ban xâm phía chìa môi nâng xạ xây để ban xa nào xông nút nông cho năm bì bọn bẩm bẩm cả đói có ca xâm phía nút miên phò đồng miên tạch tuốt vẹp bọn từ nâng ca bẩm 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 từ lư chân chết Việt Nam để ai cả xa y bấy xa cao sập bì cầm nọt hết nơi ca sẽ đáp chấm lái trên lê lê so đại dạng thì các sư bằng kết an trại chiết từ tại đạo bằng hai nơi pê thamay thamay ni miên po ra miên lầm ất ông pi panh hà ni ông nhầm đeo chưa chạy thả phó tang sẽ đây bị ca bộ prất từ lơ chôn chết Việt Nam ni mần miên ạ thịp hiếp nơi môn pê ca bác chấm đông nhầm đeo cái đây ni tì hãy được chứ này xâm nào xông ni ban bằng pinh nơi lẹ khăn
กำหนดได้บิทเทียนไปสับเปลือกใบนั่งไปสับเปลือกบุญในบิทเทียนเตยขนมอาศัยเหตุนี้องจุ่มรุ่นจุ่มเรียยุบโรมตามสำนักระบาดสัตว์ปริญญาอันตรายชีวิตสมก่อหาสัตว์ใส่เดือดระบาดธนารูปนี้นั่งกำหนดรหัสเนียมปีทีซีดับยูมวยป้อนเตอเอาสัตว์ใส่รูปนี้องจุ่มเรียก็ตัวตัวยกกำหนดเหตุในการสับจำลายจิเลเลอซอระบาดสัตว์ใส่ปีทีซีดับยูมวยป้อนนี่เพื่อจีไอกระซาพอกแตงโดยได้ทำปริญญาอันตรายชีวิตนั่งไม่จะมีการเปลี่ยนใดบันสนาล้างคือไอกระซาอีใบรอยดับผมบุญสละมาเผยใบจดใบจดบุสายสับบุญอีใบรอยดับผมบุญสละมาเผยใบจดใบจดสายสับแปมอีใบรอยดับผมบุญสละมาเผยใบจดใบจดสายสับผมมวยอีใบรอยดับผมบุญสละมาเผยใบจดใบจดสายสับผมเปิลนั่งอีใบรอยดับผมบุญสละมาเผยใบจดใบจดสายสับผมใบบาดเจ็บต่อแต่นี้เอาไปดอลวิทยาจุนเตอร์กรมสามีวีนอมกดำนางดามดังรับประเพณีในมิตรวีดำนางดามดังรับนี้ตัวสุดเมนอกะมาโตกาตังสมรสในดาวจะปวดดามดังรับประเพณีกรมอาตวนดาลุกเตรมิตรวีสมเชิงลุกมิตรวีไปเจอกุเป Thank you, Mr. President. I have a request for clarification directed.To the civil party lawyer, and I'm referring to document E3/5631 on the first page. That's the interview of the civil party with the present lawyer who is interviewing the civil party. And in the English, and it's also.In relation to earlier questions from the civil party lawyer in relation to the Vietnamese calendar versus the Western calendar, on English page 006-78-292 and Khmer 0089-753 and French 0089-8372, I read in English, at 900,At 9 o'clock on 17 April 1975, 17 March according to the Western calendar, and then the story about the killing of his family. So it seems to suggest here that the Western calendar is 1 month.On the other page, it seems to suggest that something else. But the question is relevant because if it's on 17 March 75, technically we are outside the jurisdiction of this tribunal. And also in relation to the questions that the civil party lawyer asked, I think it would be beneficial to all parties to know that that is a mistake.In the English language, in E3/5631. I could say by the pram pomoy by zone. Your Honor, when this civil party was questioned earlier about the differences between the Vietnamese calendar and the Western calendar, which is the same as the Khmer calendar, what he did say, which ultimately clarifies.The point raised by my learned friend is that today's date, being the 7th of December, means that in the Vietnamese calendar it's the 26th of October. This means that the Vietnamese calendar is always earlier than the Western calendar. And it's my submission.That that response ultimately clarifies the inconsistencies that do appear on the supplementary statement at two parts of the statement, or rather the confusion that arises from the explanation given on the first page of the supplementary statement, and then the second that page, which refers to a different date. It's my submission, Your Honours, that that question has already been clarified in this civil party's earlier answers.
I'm sure it's me, but I'm not sure if I understand. My concern is he describing events before the jurisdiction of this court being 17 April 75, or is he describing events on 17 April 75? I think the court should know whether the alleged killing of his family took place before the time period that the court has jurisdiction. That is the only question I think which is relevant. The court has jurisdiction on the 17 April 75. មកហើយមុននឹងដល់វេទិកាជួនទៅក្រុមនសាមេធាវីនមុកតំណាងដើមរងរដ្ឋអន្តរជាតិមេធាវីដើមរងរដ្ឋអបិនីអមញឃើញថាកបោប្រាយជាភាសាខ្មែរឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះថ្ងៃ7ខែធ្នូឆ្នាំ2015ហើយបើសិនជាមួយឆ្នាំក្រោយមិនក៏ទៅខែតុលាវិញឬក៏បកប្រែខុសឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនទៅជាខែតុលាវាបច្រាស់វិញមិនន័យថាវាលឿនជាងហ្នឹងខែប្រតិទិនរបស់វៀតណាមហ្នឹងវាត្រូវលឿនជាងខាងប្រចាំប្រទេសរហូតដល់2ខែឯណោះវាម្លងខែ11ទៅទៀតបញ្ជាក់បញ្ហាចំណុចនេះបានច្បាស់លាស់បន្តិចមើលមុននឹងផ្ដល់ពិធីការជូនទៅសហមិត្តវិនាំមុខអន្តរជាតិYour Honours, it's my understanding that the Vietnamese calendar is, revolves around the lunar calendar. So it depends on the moon and the phases of the moon and when the moon is full or the different phases of the lunar processes. When Mr. CHHOEUNG Yaing says that today is the 26th of October according to the Vietnamese calendar,it does make it just over 1 month before the date of the Western calendar. I just wanted to ask an additional question to the civil party. Sir, if you answer questions that involve a date or time today, questions that refer to the period 75 to 79, are you answering using the Vietnamese calendar or the Western calendar? Do you understand my question? ខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែថាខ្ញុំយកជីកោរបស់ខាងវៀតណាមហ្នឹងបើនិយាយទៅបើខាងខ្មែរថាខែចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំខ្មែរ7ថ្ងៃនឹងដើម្បីជូនកម្លាំងពួកខ្ញុំហ្នឹងទៅជើងគោះដាហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំលកដាហ្នឹងខែបើថាសំថាខែរបស់វៀតណាមវិញខែ4របស់វៀតណាមយើងចូលខែ3ខ្មែរយើងចូលឆ្នាំច័ន្ទអើចូលឆ្នាំខ្មែរបានឡើងនៅពីនោះមួយខែរួចបានគេស្លាប់ម៉ែឪរបស់ខ្ញុំបាទ more generally បាទមិនប៉ុន្តែ you will be asked dates ហើយគេនឹងសួរសំណួរទៅលោកជាការបរិឆេទស្តីIf somebody asks you about the period between 75 and 79, and asks you a date, will you answer according to the Vietnamese calendar or to the Western calendar? So we know how to put your answer in perspective or to understand your answer. បាទខ្ញុំនិយាយឡើងនិយាយបើវៀតណាមហ្នឹង
Sorry, are we clear now about the relationship between Vietnamese and Khmer calendar? I've heard 1 month, 2 months. The question is, this is a statement from the civil party lawyer written down by the civil party lawyer. And here it says the 17th April 75 March 75 year. So then this must be a mistake in that document, and if Ms. Nguyen would be so kind to admit that there's a mistake in that typewritten version of that document, then we're all fine. Your Honours, to be perfectly clear, in that document, E3/5631, there are two different references to do different dates. And then following those references, there is an associated reference to a Vietnamese calendar date. I have to make very clear, Your Honours, that I'm not the witness in this case. I'm not giving the evidence. The evidence is to come from the civil party. Now, in the first reference, that is on ERN in English, 0067892, and this is French 00898372, Khmer 0089-7513, it does say, at 9 o'clock on 17th of April 1975, in brackets, 17 March according to the Western calendar, which would suggest that the Western calendar is earlier than the Vietnamese calendar. However, on the next page, which is English 00678293, Khmer 0089-7515, French 00     ច្បាស់លាស់នៅក្នុងដំណើរការសក្ខីកម្មមិនញ៉ៃតែម្នាក់ឯងទេយើងនេះរំលឹកពិភពម្ដងហើយលើបញ្ហានិយាយញាប់នេះឲ្យទុកឃ្លាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកបកប្រែផង On the second page of the English document, and I was just reading the French ERN numbers, 0089-8373, it says, in June 1978, and then in brackets, it says, that is July 1975, according to the Western calendar. So, Your Honour, there is on the face of the record an inconsistency in the way that the Vietnamese dates are reflected in relation to the Western dates. There is no contention about the fact that the first page puts it that the Western calendar dates are earlier than the Vietnamese dates, and that the second page puts it that the Western calendar dates are later than the Vietnamese calendar dates. That does create some confusion. But, Your Honour, it's my submission that this civil party has already answered the question, and particularly so when it was put to him, what is today's date and what date is it in the Vietnamese calendar? And his answer suggested that the Vietnamese dates are earlier than the Western dates.
បើមានបញ្ហាអញ្ជើញតទៀតចាំស្ដាប់ទៀតមើលតើវាមានបញ្ហាអីឬបញ្ហាការប្រឆេះនេះ Thank you, Your Honours. Mithvi Lima, Okun Luk Tien. Now, Mr. CHHOEUNG Chet, just before the lunch break, you were telling the court about the horrific mass killings of your entire family, of which you were the sole survivor. You said that you managed to get out of the mass grave and that you found yourself at the house of Mr. Ta Lee, who assisted you. How long were you at Mr. Ta Lee's house? How long did you spend there? ខ្ញុំស្នាក់នៅនឹងប្រមាណរយៈពេលប៉ុណ្ណាបាទខ្ញុំស្នាក់នៅតាតលីនឹងមួយខែបានខ្ញុំគេមកនឹងគេតំណាងគេឲ្យគាត់នឹងថា hay khang nang tuk nung ban chanh damnao tau prateh yun vinh ban chang ko tha kom a hai leak khluon tae ta tamna san tae hai cham anh thua sambot chamna ma hai cham chou ma anh oi hai dau sa tae ma kanat phlau ban nyom chou leak khluon neu khum ke dai ma ban mat 2 atat ban ke ban tali nung kot ban chanh damnao tau ma khai khỏi nông ban chân nằm nơ tới sục vuông. When Mr. Ta Lee left for Vietnam, did you come with him? Ta lúc ban tới chung mối quạt thế. Bà khi ông cả nâng quạt ao làm nặng nhầm đang nâng nhầm chân bị phẩy màu nhầm ចូលគ្លឹបទូគាត់នៅគ្លឹបទូគាត់ពីគូសាគាត់នឹងបានតែ8នាក់ទេគេឲ្យចេញដំណើរទៅនឹងគឺទៅមើលតាមគូសានឹង8នាក់គាត់បានសុំមួនថាចូលទូបានទៀតទេអញ្ចឹងចូលគ្លឹបទូនោះផាត់ពីកន្លែងគេសាច់សេគូសាតលីនឹងរួចបានខ្ញុំបានឡើងលើគួយលើបានលើទូវិញ Was this pursuant to some policy by the Khmer Rouge or the CPK or the Democratic Kampuchea to send people back to Vietnam or to get Vietnamese people out of Cambodia? Vietnam វិញ ឬ ក៏ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច ឲ្យ អស់ ជន ជាតិ Vietnam ពី Cambodia ទៅ លោក បាន ដឹង ពី រឿង នេះ ទេ? Mặt hướng នឹង យក ដាង ទៅ ទាំង ឡង ដាន ដំ ណាង របស់ ខាង តាលី នឹង គុំ តាលី នឹង គាត់ ជូន ទៅ នឹង khang ong ka ki do ambal bo do ko ai chmuay khang vietnam nung ta panang yim dang ta panang yim dau sa ko ta ko chuay leak khluon ta nung panang Was this Mr. Ta Lee's boat? Ta tuk nung chi tuk robos Ta Lee rư ko tuk robos neak na Tục nâng tục bọt thần lì, nhưng đào tới đó một buồn tử lì, buồn mốc này bàn làng sở lòng. Just getting back to the details about Mr. Ta Lee's boat, you said that he had about 8 people in his family and that you went with him in his boat to another place. You said that you had to hide underneath the boat. What was the reason that you had to hide? ពីព្រោះគេឲ្យមកគុំបតលីនឹងមានមកគូសាតែមកគ្រុំគាត់នឹងបានទៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងបានអញ្ចឹងគេគូសាគាត់តែ8នាក់ទេវាលើសយើងម្នាក់ទៀតគេទៅវៃចោលដែរវៃទាំងអស់គាត់ចោលដែរມັນវៃម្នាក់យើងទេបានអញ្ចឹងយើងគាត់លាក់ខ្ញុំនៅក្លឹបទូកអញ្ចឹងដើម្បីដល់កន្លែងផាត់ពីក្លឹបកន្លែងគេសាច់សេហ្នឹងគេឲ្យយើងឡើងជួយចែវជួយអុំគេទៅសុខយួន
Could you describe the pathway that the boat took from where Mr. Lee resided to Tonle Bunmuk? តលីគាត់ចេញទូកហើយរហូតមកដល់ទលេបុនមុខហ្នឹងតើទូកឆ្លងតាមណាខ្លះកន្លែងណាខ្លះសំលោករៀបរាប់ជូនតឡាការជ្រាបបាទពីពួកខ្ញុមមកពីចេញមកទៅតាំងខ្ញុំទៅតាមទលេមកចូលមកមុខវាងហ្នឹងបានទៅហៅកលេបុនមុខខ្ញុំចេញមកតាមហ្នឹងមកទលេបុនមុខហ្នឹងខ្ញុំឡើងកប៉ាគេហ្នឹងកប៉ាគេមកយកដូរអំបិលដូរអង្ករ គេយកឡើងកប៉ាហ្នឹងគេចូលមកអ្នកលឿងហើយតាលីគាត់ចែវទូកទៅគាត់អុំទៅទីខ្ញុំឡើងមួយគេប៉ាន់គេឡើងសឡុងហ្នឹងគេឡើងច្រើនមនុស្សហើយគេឡើងប្រហែល 50-60នាក់ហើយហើយខ្ញុំឡើងទៀតគេចេញដំណើរទៅបដោយចេញទៅអ្នកលឿងហ្នឹងគេនិយាយមួយខាងវៀតណាមហ្នឹងគេនិយាយមិនខ្ញុំមិនដឹងទេគេដូរអំបិលដូរអង្ករ Just to clarify, is Tonle Bunmuk the same as the place which is called the Lake of Four Faces? This being the place in front of the Royal Palace in Phnom Penh. Is that the place that you're talking about? How many days did it take you on the journey on Mr. Tali's boat to get to this tributary at the Tonle Bunmuk? Look, to the now, per man, Tangai, Pigalai, and Chang them now, Mara, hold on, Madal, Tonle Bunmuk, no, they look yay mining. Yum Chang P. Numau, Tangai, and Yup Chow, Omnung, Tangai, and Yup Bay Ngai, Bay Yup Banda, Tonle Bunmuk. Now, what happened when you arrived at Tonle Bunmuk? Were you separated from Mr. Tali at that point? គេធ្វើយ៉ាងម៉េចតើគេបំបែកលោកចេញពីតាលីនៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីមកដល់ទលេប៊ុនមុខនោះមានសឡុងគេដាក់មនុស្សទៅអ្នកលឿងគាត់ថាបើថាឲ្យជីទូកអញទៀតអញងប់ទាំងគូសាអញខ្លាចគេសែកកន្លែងណាទៀតគេឲ្យឡើងចឡុងនឹងសិនទៅគាត់អុំទៅទៅ Now you said earlier that there was about 60 people on this ferry. Who were the people on the ferry? Were they Vietnamese or were they also Khmer people? ជនជាតិវៀតណាមឬក៏ជាជនជាតិខ្មែរបាទនៅសាឡុងហ្នឹងសិតវៀតណាមហ្មង អត់មានខ្មែរខ្មែរទៅដើរក៏បានចេញទៅមិនបានដែរហើយខាងចិននឹងចូលទូកចឡងនោះក៏មិនបានដែរ Who did the ferry belong to? តើសឡុងនឹងជារបស់អ្នកណា សឡុងនឹងខាងការនឹងខ្មែរក្រហមហើយប៉ុន្តែថាយើងមិនដឹងសឡុងខាងណាទេអត់មានសឡុងយុណាទេបានថា ខាងខ្មែរក៏កំឡាប់ទៅការពារសឡុងនឹងទៅបានចូលអ្នកលឿងនឹងបានទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាម How did the Khmer Rouge identify who they would let onto the ferry? If it might save some time, I'll rephrase that question to how did the cadre of the CPK or the Democratic Cambodia identify who they would allow to go on the ferry? Well, we do it historically correct, Mr. President. DK didn't exist. That didn't happen until... The evidence from this civil party was that the Khmer Rouge instructed people to get onto the ferry to engage in this barter.
process. So he said that it was the Khmer Rouge who instructed them to get onto the ferry. It's my submission that we should go with the identification of who had that role that was given by the civil party. បាទហើយលោកស្រីមេធាវីអាចប្រើបានហើយពាក្យខ្មែរក្រហមនេះយើងប្រើទូទៅតាំងពីដើមទីមកទាំងសម្ណាការទាំងសាធារណជនគឺនិយាយគេច្បាស់លាស់បញ្ហានេះហើយបរិបទយ៉ាងណានោះគឺត្រូវតែអង្គជំនះនឹងយកទៅពិនិត្យពិចារណាវាតម្លៃជាក្រោយព្រោះយើងបានកំណត់ហើយបញ្ហាគឺមិនអាចកំណត់ព្រំដែនឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងរបៀបរបបដាច់ដោយឡែកគ្នាអំពីការលក្ខណៈពេលវេលាអំពីបញ្ហាខ្មែរក្រហមនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាតឡាក់ដីនេះ Thank you, Your Honours. Mr. CHHOEUNG Yaing, I was just asking you, how did the Khmer Rouge identify the people who they would allow to go onto the big ferry? ពីព្រោះហ្នឹងថាពីជិះជន់បានឡើងជិះចន្លងហ្នឹងថាអត់បានទូកទេដឹកទូកឡើងលើគុកអស់ហើយដឹកចោលទៅអស់អ្នកហ្នឹងបានលុតទៅទេហត់តាមព្រៃអីតាមផុកអីមកដើរសារគេមកកណាត់ណាត់ទេបានឡើងចន្លងហ្នឹងបើអ្នកមានទូកគេចែវគេអុំទៅដល់អ្នកលឿងដែរដូងក៏ដូងបើដូចគ្នានឹងដែរ You gave evidence just before that only Vietnamese people were on the boat and that Khmer people were not allowed to go on the boat. You said that the Khmer Rouge instructed who was to go on the boat. So the question is, how did the Khmer Rouge identify who was Vietnamese to allow them to go on the boat and who was Khmer to not allow them to go on the boat? ឡើងទូកអ្នកណាដែលត្រូវឡើងទូកគឺជ្រើសរើសម៉េចពេលនោះដល់ប្រឹងរំលឹកមកតោះឆ្លើយតបអញ្ចឹងលោកមេធាវីកុងសំអនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំថាជាសំណួរច្រំដែលដើមដឹងរដ្ឋវិធិបាត់បានឆ្លើយបញ្ជាក់ឲ្យថាអ្នកណាឡើងទៅយ៉ាងម៉េចបានគឺស្រេចតែគេជាពិសេសអ្នកដែលមានទូកគឺអាចចែវទូកហ្នឹងទៅដល់កន្លែងស្រឡាញ់ទៅឡើងទៅបានហើយហើយបើមិនអញ្ចឹងទេចែវទៅដល់អ្នកលឿង Your Honours, I'm afraid that counsel for Kusampon has misconstrued the question and misconstrued the evidence that has been given so far. Mr. CHHOEUNG Yaing was asked, Mr. CHHOEUNG Yaing said to the court that only Vietnamese people were allowed to go on the ferry. And the question is, how did the Khmer Rouge identify who was Vietnamese to allow to go onto the ferry? That question has not yet been answered. This is the question of the court. អញ្ចឹងប្រតិទិននៅក្នុងចំទាស់របស់មេធាវីកុងសំអនបាទសំណួរនេះគឺមិនមែនជាប្រភេទសំណួរចំដដែលហើយអង្គជំនះត្រូវការស្ដាប់ចម្លើយតបរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីជំនួសចំពោះសំណួរចុងក្រោយដល់ល្អរបស់មេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីរូបនេះដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីប្រចាំនៅសំណួរសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់មេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនី បាទខ្ញុំបានទៅឡងនឹងគេរឿសថាវៀតណាមវៀតណាមពីណា
chăn pin nắc mài dân đâm bay dân dây đứng phía Việt Nam đứng đà lợi khi mà dịch mài dân phải rưng phía bây giờ mình chập bạc lọt phía rưng chẳng đâm bay cái đằng hay cái mơ mục mái cái đằng bởi dây mái dây yôn có bay làm kìm mình ảo tàu tê What happened to the Khmer people who wanted to go onto the boat? What happened to them? What happened to them? Tầng dùn nó cái dùn còn mở tới đài ngọt ngọt tầng ốc như tầng ốc nó cả nó bạn cả nó sầm mây nó thả rùa hà na muối nó o na Now, at the time, you were a 13 or 14 year old child traveling alone. Did you know anybody on the boat? That looks called a name and that and a little salon look a note not it you must ask all the katie joe lam we came on to kun chow came on were there any Khmer Rouge Kadra on this boat come up about microphone a little salon and ca nâng nhưng mà cho chăm ba nà 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 mê nà nà câu đi thì khi như thế về ai đuôi chì mau nâng ai cả ma tròn co nâng thì bạn tao ăn miên có phơi gặp ấy đây đại thực tế Now, you said earlier that this large boat, the Khmer Rouge boat, went to Nhiệt Lương in Prey Veng. Is that right? How long did it take to travel to Nhiệt Lương in Prey Veng? mà giúp mà ngay đó tao cũng thật phần lâm lắng đó nhận lương bắt đầu When you arrived at Nhiệt Lương, what happened to the Vietnamese people on the boat? Bởi chung Việt Nam đã nâu lư xa lang, xa lòng nó cái thư mạch tiện, cái ôi tờ na thư ấy, nó có lại nụ đầm bấy cái mau dây môi khang Việt Nam cái dây dòng bạch kim lầm đăng thế bàn tay ta ao Việt Nam đang làng lư cột nó kỳ họp mình luôn họp nông nông sài lang nó mà man nè chẳng cái vô sài lang nó cái mau kim môi sài lang Việt Nam nó cái vô mà bơi vô co với cái ao bàn cái tranh nào tới bàn Việt Nam nó ao làm cái chuyện nó châu tục sài lang bọn Việt Nam So you're saying there was a Vietnamese ferry when you arrived at Nhiệt Lương. Can you describe what was on the ferry and who was on that ferry when you first arrived? Salang that time of Vietnam, the people that looked to Khmer, Phleam, the bone, looked Khmer, a clap, the people. You king, call, mbali, a king, a king, call, the moon, mbali. Were there Vietnamese authorities on that boat, the Vietnamese boat? Chuyên chiếc Việt Nam nơi lư xà lang rồi có tụ bọc Việt Nam nâng thế, krau pin co nâng bấl. Ọt miên đi. You mentioned that on arrival, there was a head count of the people on the Khmer Rouge boat. Who administered the head count? Salong robok khang Khmer Krom ta nen nen rob bichi chun tung ot nu ba ba khang nong Vietnam la lang hoap chumui Khmer yung som khang Vietnam som khang hoap hoi chăng dương quy lực cục nó chăm cái vô còn bởi cái tranh nào tới ban salon nó châu khang ban Việt Nam ban châu salon Việt Nam từ Tây Bình
Did you see the actual transaction take place? That is, the trading of salt and rice for Vietnamese ខ្ញុំទៅក្នុងនឹងខ្ញុំស្គាល់តែមិនឃើញមិនខ្ញុំទៅស្រឡងនឹងដែរខ្ញុំលើកគោខ្ញុំឃើញគេលើកអំបិលលើកអង្គមកស្រឡងខាងខ្មែរយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅស្រឡងអង្គអំបិលហ្នឹងទៅសុខទេយូនហ្នឹងហើយ In fact, you were one of those who were traded for salt and rice. Vietnam đại kỳ vô tự đô co nừng bẩn. Đàm đặc đàm đi mà toàn thoại tóm, sống chơi lục mệt vì bị tờ cổ phế. Mệt vì cổ phế nhầm sống chúng tôi. Chẳng buộc cả bà bìa thà chua như có đọt đồ này. Thà vậy đại xã xây nị dây nên cơ thà chung chiếc Việt Nam nơ lư xà lòng mùi rì ai. Xà lòng mùi tiên miền co miền bàl hầy. A van with mail goes to direction A, loads off and takes something else with it. Doesn't mean that there's trade. That's the conclusion of the council. So I think the word trade or trading is also in the light of the bigger political context and not an accurate description. Your Honour, in the civil party's evidence, he has used the term bartering process many times. He has said it at least three times, that when he was on the boat, it was for the bartering processes that then took place. The evidence, Your Honour, and I'm not meaning to go into any submissions because at the moment we're just listening to the evidence of this civil party. But the evidence is that Vietnamese people were put on a boat and that their lives were spared so that there could be a bartering process take place where they were essentially swapped. You could call it trading, you could call it swapping, you could call it bartering, but they were essentially bartered and swapped for bags of rice and salt. That's the evidence that has come out today. May I respond, Mr. President? During one of the document presentation hearings, I think it was in relation to Khmer Thanchan, we showed footage of the highest possible ranking delegation of Vietnam coming to Phnom Penh, meeting Pol Pot, Mun Chia, and other high-ranking members of CPK. It was, in fact, party leader Chairman Lu Duan who came to Phnom Penh. You saw the footage, you might remember them being shown around in silver pagoda. The relations between Vietnam and the temporary government, which was in place at the time, was very cordial. So to suggest that these Vietnamese people's lives were saved because rice was needed is a very far-fetched conclusion by this particular council and has no basis whatsoever in the political context in August 75. I think we should limit ourselves to what this witness actually saw. He might have perceived it as a barter or as a trade, but of course it wasn't. Your Honour, my learned friend, មកគុណលោកប្រធានតាមអង្គហេតុដែលដើមដឹងរដ្ឋវិនីបានលើកមកនេះវាហាក់ដូចជានឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីជ័យជំនះ17មេសាប៉ុនបុរិជិត5ហើយបញ្ហានៅពេលនោះវាពមៀនការដឹកនាំចាត់ចែងដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយជាក់ស្ដែងអ្វីដែលដើមដឹងរដ្ឋវិនីបានឃើញគឺឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដែល ឃើញផ្លាស់ប្ដូរគឺផ្លាស់ប្ដូរកប៉ាល់គាត់ជិះនៅលើសាឡាងមួយហើយគាត់ឡើងទៅលើសាឡាងមួយទៀតដែលអាចថាសាឡាងមួយជាសាឡាងរបស់ខាងកម្ពុជាហើយសាឡាងមួយទៀតជាសាឡាងខាងវៀតណាម
Hai a bay da kwat khoei tiet no keu ka leuk yok Ivan da mien tha chi ambeu rueng ko pi salang robos Vietnam mok khang Kampuchea doch neh ka da kwat khoei pa neh mon aich tha vie chi chumnuoy da trou doh do yok ambeu angko hai yok monuh ne doh do mok veng ne te vie aich chi ka doh do ai phseing tiet pi pru tam a sak sai đại ban đo sạc khay cam cả lò máu cả ban mình chạy hái những pi cà chặt chay như là biết đo đôi chỉ lệ cả nã to luôn cái đấy chỉ lệ cả nã nông crom mua lợn than mùi mùi cái đấy đại miền cà đồ tháng năm pe đồ ấy chợ đầm rồi viên khang prom đan Việt Nam nữa bà sống ở quận bà ở quận thì cô bay và chọc bánh hà ni tới hơi đào mà đang đào ní cô bay xua mình chạy phía kia đang công khai bảo lục sậy mới tha tớ về miền ấy đã chịu một than cọt thủng cổ thá sự cam ập hiệp nú cứ chỉ cả đỏ đầu nâng cứ cho bà lo hơi thì mối bánh hà thì pí đợt bánh hà đợt tây tiết và sân bờ phía kia mới được vi cà phê khơi đấy miền bẩm non trong bản chạ bánh hà ní có 700 đào viên luôn để ông chấm đen nâng phát đào về với lý sầm hiệp xua đánh đào chẳng hạn bánh dương phở bị xua đánh đào đầm bay bản chạ cho lịch để ban cho bà lo đôi cho vấy đem về từ vi tặng ở nước ban thưa cả lòng mờ ở vấy đem mình cho bà vấy đem về mình trầm tới cứ luôn tay trái thu bản chạ trong cõi đầm bay chăn như được gặp tuân xạ giấy được đào mình đang gặp lại vì đi chợ đầm nít chi nít tệ bị thí đại xua đánh đào tam phơi tổ là cả Yes, Your Honour, this is not the time for closing submissions or closing statements. I will move on with getting the civil party to clarify why he characterised it as a barter. Mr. Chung Yung Chet, in your evidence before, you said that there was a bartering process between the Khmer Rouge and the Vietnamese authorities. What made you conclude, or what made you consider that this was a bartering process, that is, a trading process or a transaction? Vì buộc nhóm lưu thà Việt Nam cái là cái dây mục nhóm chẳng đại cái thà nhóm nó rúa nó còn mờ nó ngay nhưng đâu lúc lúc ai tới dọc dùn nó ngay Now, when you were on the boat yourself, did you see how many bags of rice and how many bags of salt traded hands. But you must king come by turn man, but you at her back bay barney before him look like look okay. Okay, I'm like look tonight. What happened when you got off the ferry? What happened after that? Ta mean away cat lang mot to mot tien no pel de lok cheng pi lang cheng pi salong to no lok kok nong. Nyom lang pi salong lok kok ni ki hop manu nong ba. Ma salong na yo pi khmai yo da neak lueng nong baman neak baman hoy neak anjang ke ban yo ko ma do. So you are saying that after they did a head count of the Vietnamese people off the Khmer Rouge boat, they checked it against the numbers of bags and salt on the Vietnamese boat. Is that what you're saying? Bạn tay cái sờ long khang mai của họ nó kiếp mỗi sờ long bọ Việt Nam nó kì vô vào đầu ban sờ long bọ Việt Nam nó tình nên con bà nó ban bà chị chun Việt Nam nó ban châu tục sờ long nó tới sọc dùn mình Now
When you had boarded the Vietnamese ferry, did everybody who was on the Khmer Rouge ferry go onto that Vietnamese ferry with you? Where did that ferry then head off to? And what happened to you and to the other Vietnamese people when this ferry arrived in Vietnam? When you say Vietnamese Angka, do you mean the Vietnamese government or the Vietnamese authorities? How long did you stay in Vietnam? Why did you decide to return to Cambodia? Did you return to Cambodia by yourself, or did you go with others? When you came to Cambodia, were you able to present yourself with Cambodian documentation from the previous time that you were in Cambodia? When you say you left it at home, do you mean you left it back in Cambodia before you left Cambodia? Miền này thà lục tục môn bên lục chạy tranh vì bờ tây Campuchia tối nước rất có giang mạnh. ពីចាស់ចាញ់ពីប្រទេសកម្ពុជាញ៉ាំមានសបត់ឆ្នាំអីទៀតទេដុតទេខ្ញុំអស់លីអស់ហើយខោអាវមានប្លេទៅទេអត់មានអីទៀតទេនៅមានអីសបត់ស្អីទៀត
Now, Mr. Cheung Yong Chet, you said earlier in your evidence that as a result of the injuries that you sustained to the back of your head from being beaten with a hammer by Khmer Rouge Kadra, you suffer sometimes from memory loss. What sort of things do you forget sometimes? Nhóm lại cho chăm mình bàn à hướng thích khen đến tầm ca na bia thì bạc luôn nhóm lấy chơi à ca na đôi tha ca nhóm sư nhóm ạ chẳng năm ban nơi bà tê khám ai ấy dình dân bàn và tha à ca na như chư chất nhóm đạn nơi nông chất nhóm hay nhóm thời như dây chanh tầng ốc hân năng Have you ever forgotten what happened to your family, and indeed, have you ever forgotten how you survived the mass killing in 1975? Tại khi mai dùm còn là xì tập cun đi, hơi mình dùm xì bay kê, xì bò bò mùi kê, nâng kê ôi mình nét, tích tích xì hùa nâng. Đã bây tới đó sọc Việt Nam nâng, Việt Nam kê trăm khi nhóm nó màn khai kê lên trăm ơi. Kê bần có lên màn ngay nâng, bà màn khai nâng lên trăm dưới nâng, tới xì xua kê nhưng rúa sốc ngay nâng. Đó chất sắp, bà 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 bí nâng, nhưng mà làng nâng xì cầm mà có kê, sốc ngay có xì cầm có kê đại, thưa cầm mà có kê, miền là bò nạ thư. Mr. Cheung Yaing Chet, has everything that you have told the court today, in accordance with your memory, about what happened to your family and how you survived that mass killing? Ngày nó mai ơi nhung ngọt bảo bòn ôn nhung lập ngọt nưng to thấp này trong nơi nơi nhung nơi nó ngọt nưng nó một mục nưng đài bàn tay chẳng nàng lục ta lục gì rồi ai chui không thấy bay nhung bay xong một thằng nưng bắt chẳng mui nơi nữa vừa nơi nơi bắt tụm nưng bàn là đo khai từ chết không là quy từ niên không nát quy từ niên á Is what happened to your parents something that you could ever forget? I was like, Còn vì tình nghĩa dân mà đối chỉ khi nhóm dân thế. Mr. Cheung Yaing Chet, I believe you will have the time to do that with leave of Mr. President. Thank you for your time today, and that concludes the questions that I have for this civil party. Nhà đại lộ, thay nhà biệt này, nhóm ổn xâm thiên xâm hợp Thank you, Mr. President. Good afternoon, Your Honors. Good afternoon, Council. Good afternoon, Mr. Civil Party. My name is Andrew Boyle. I'm from the Office of the Co-Prosecutors, and I only have very few questions to follow up on my learned friend's questions. I'd first like to ask you, when did the Khmer Rouge arrive in your hometown village? Home
Mun tam bong chỉ liếc nhem lang lư đa nắng bữa tha thời khai Việt Nam nhem chăm mong chăm mong bữa khai phém bao Việt Nam này màu nè cũng tập biên nè mong tập biên nè mây mai khom nè mong If I heard you correctly, you said it was in the fifth month of the Vietnamese calendar when you noticed the presence of the Khmer Rouge in your home village. And can you tell us what year that was in? In 1975. Thank you very much. My next question is, you mentioned earlier that, and correct me if I'm incorrect about this, but I believe you mentioned earlier that there were approximately 30 Vietnamese families in your home village and a greater number of Khmer families. Is that correct? But me and Pantet, ngày nắng, bởi dùm dây tới ta khai dùm cổ ăn khênh thế, bản thân nhóm mau chả liếc, luôn nhóm ăn mình nói chả liếc thế, hút mau thằng ốc nha nắng, nơi về ngạt bên nơi phải, nơi không không xây tối nhưng việc ngạt ná, bàn hút mau cũng nam không có đà nắng, chiêng xăm sắp của xa, mau phai nơi mà khai đi, và cho xăm khmai, bẩm bơ ngay khỏi cho xăm khmai, cho bơ ngay khỏi đi, kê nơi lưu cục, cái chơi vô sẽ đánh ư thế hành na nó đặt trao rằng lừa cốt nâng tức tự tam nâng tức hoặc ao nè nâng tức nâng lang lừa cốt toàn từ phòng nâng cốt hút mo tu còn toàn phòng Are you saying that only the Vietnamese families, the 30 Vietnamese families, went to Kandal village at that time? That the Khmer families did not leave your home village at that time? Lung yei ta tham mien ta kru sa Vietnam 30 kru sa te. Nyom nau phom sai ta kuoy nang chieng sap 30 kru sa mo phom da kapung chnang nang pan tae Vietnam nau kapung chnang ko chern dai. Tang cham nau kapung chnang ko chern dai. Khmer yeung nau nung ko chern dai nang tuk nang lue kok tu ok khnia nang chom khnia nau ni. Nơi cái lái phong đa nó. I was asking about the Khmer families in addition to the 30 Vietnamese families that lived in your home village. Were they also, did they also leave when the Vietnamese families left, or did they remain in the home village? No, đái rứ cọ tới nô pel đái cầm cù sa Việt Nam chạy chênh mỏ rứ cọ cầm cù sa cái máy nó bật to rồi nô phum nó nô pel đái cầm cù sa Việt Nam chạy chênh bị phum nô. Mà Việt Nam đi xăm sắp cù sa nó chạy chênh bị phum xây thủ những thế bờ máy cái ọt chạy chênh thế cái nơi tia nó cái nơi nó ngay cái ọt chênh đi. And I heard you just mention that empty houses were burned. Are you saying that the houses of the Vietnamese who departed were burned? Chơi vô sẽ đích ư, tiền hành năng đất cho nét lưu cục, kỳ hún năng lưu cục, nét năng tất kỳ hún năng tật. Kỳ chuôn tới đa, từ phùng đa na, từ phùng năng tất, phùng na từ tam phùng năng tất. Kỳ mà chỉ ở tới ơi, bằng tay thật tiền, kỳ tự ông hai nữa tiền năng, kỳ chơi vô ấy, ọt mình nâng 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 đất cho ấy, ọt mình tục đi, đất cho cũng tất cho mà. Did the members of your village, your hometown village, know who in the village was ethnically Vietnamese?
And if so, how did they know who was ethnically Vietnamese? Chun chiet Việt Nam, mình men cho chun chiet Việt Nam. Đại đội tế hay bật cái đắng đòi rụp biệp nà. Cả đánh chơi vô sẽ lệch ơi đứng đánh thằng ốc, thằng mai, thằng khmai, thằng cham, thằng chân, thằng dôn đó. Đánh thằng ốc, ở miền nơi xoa nà mùi nơi cập khai cục bụng thằng. Nên là lưu cốt tư, và dôn hoa lưu cốt tư, nên là nâng tức tư đà tư chỉnh nốt ấy tư. Nên là nơi chương khua tư. Đánh tam phong, đánh ôi tư xa ngay khai cục bụng thằng đó. Bạn kia tất tên nó chào thằng. Ở miền bà nơi khai cục bụng thằng đó. I apologize if my question was not clear. I was trying to find out if you knew if the members of your village, whether it was before the arrival of the Khmer Rouge or after, whether they knew who in the village was ethnically Vietnamese and who in the village was ethnically Khmer. Khmer Krohom chul mot dol, tang mun tang kraoy ta kị đăng thanh nẹn na chi Việt Nam nẹn na chi Khmer thế hay bậc kị đăng đòi rồi biệp nà đăng biệp thà dương ca muốn ơi chị mai dương nó đưa chị bon dương nó chu đưa thà ca sầm mây nó kịp hờ lằng tài nó đưa sầm quạt cò khôn dương nó đang kị tam hờ vô tam biệp nằng kị vô nằng đưa sầm phơi của xa dương sốc ngay là chẳng. បាទគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអរគុណការសម្រាប់ចាប់ពីនេះគឺត្រូវរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រូវរំលោភផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះនៅរូបនេះនៅក្នុងពេលឈប់សម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មក្នុងបន្ទប់ធម្មការនេះនៅវេលាម៉ោង 3 សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ